là sao mà khi em nói là ca sĩ là không phải? Dạ, người ta hát cái nỗi làm tình ở đó mồ hôi mồ kê, thấy thương không? Dạ em đi hát karaoke cũng mồ hôi mồ kê vậy luôn biết gì đó. Rồi trong cái quá trình mình đi giao hàng đó, mình có gặp được những khách hàng mà dễ thương như Hansela, hoặc dễ thương như Misa, hoặc là đẹp như chị không? Hoặc là đẹp như chị không? Đẹp đẹp đẹp. Đẹp như chị không? Ủa? Ai cười vậy? Sao lúc nào cũng coi thường nhan sắc như hết vậy? Trả lời đi Sơn. Dạ. Sao cứ vẻ sợ sệt vậy? Cứ trả lời thật đi. Anh hiểu cảm giác của em mà. Anh hiểu lắm. Dạ. Bây giờ chị hỏi một câu nữa nha. Công việc mình bận rộn như vậy thì mình có bạn gái chưa? Mình có bạn gái chưa? Mình có bạn gái chưa? Tại em có bạn gái rồi. Tại em có bạn gái rồi. Wow, thật bất ngờ. Wow. Thì hôm nay mình đến đây và mình có một món quà cho mọi người, tất cả mọi người luôn. Em tên là Tường, em Tuấn Hổ, 19 tuổi. 19 tuổi thôi. Bây giờ chị đôi. Bây giờ nè, để chị kiểm chứng có đôi hay không đôi. Wow. Chị có thể giúp kiểm chứng. Em cứ lợi dụng em rồi. Kiểm nữa. Hai mày một kiểm nữa. Bình tĩnh, để chị hy sinh chị em cho. Để em hy sinh bình tĩnh. Nè, đó tay nè. Hãy để em hy sinh đó. Trời ơi, chồng linh nha. Mà chị nói cho tụi em biết đây chỉ là cái đuôi con chuột thôi. Cái mình con chuột gặp chỗ khác để chị kiếm. Kiếm kiếm gì vậy? Để chị không kiếm. Thôi được rồi mấy đứa. Thôi tính đi. Vậy có gì vậy? À ngoại tính đi. Đáng yêu à. Là mỗi lần tính đi đáng yêu có là dùng anh giọng vậy đó. Nhưng mà một điểm em rất thích ở tính đi là mắt hí. Tôi sẽ tôi ghiền với ông nội mà mắt hí dễ sợ thiệt chứ. Bình tĩnh, kiềm chế vợ ơi. Cái hí nhìn. Dạ dạ dạ. Cái dạ dạ, em chùi. Chùi cái gì nó dính, cái nước gì nó dính. Đâu có nước gì đâu anh. Nhưng mà Nam ơi, đẹp trai vậy, không lẽ chỉ là chủ quán cà phê thôi sao? Nam, địa chỉ. Khoan, thí đi từ từ dạ, đi dạ. Cái đó lát hồi vô trong ta cho sao, nó tháo sắc. Rồi, xong rồi, xong rồi. Xong rồi. Xong rồi dạ ơi. Không vô đâu, cái không vô. Xong rồi. Đưa hoài. Anh này canh ngay cái lúc đó anh tháo cái khung ra tuyệt vọng. Không có, em đang nhập tâm thôi. Cái này là chủ đề là cái mặt thằng bé nó xinh lè, xinh hết. Tao chụp hình chung với dạ rồi bạn. Có vẻ hoảng sợ quá vậy. Chụp cái gì mà đu lên cổ con người ta thấy điều muốn ổng chân lên luôn vậy. Cái chủ đề album này là chủ đề gọi là tân hôn. Tân hôn. Tha cho con nhỏ nha. Sang ơi, Sang có thể cởi nhẹ áo không? Yeah. Mà vén bụng lên cho nên vô coi xíu được không? Chứ vậy? Bà sáu muối đi coi vậy. Xin cô nương hãy tự trọng. Không, để vận dụng cái giác quan của mình tốt hơn đó mọi người. Không ngờ đi. Ha, không ngờ cái mặt thánh thiện như vậy mà lại. Bây giờ muốn muối đúng không? Dạ sẽ phát chương trình và bé kiểm nghiệm sẽ nhẹ hả? Muối hay không? Em đi qua đây đi, ở đây. Ủa sao vậy? Giác quan mạnh và rất manh động, đi về bên kia. Không, em chỉ giúp chị Du thôi chứ bây giờ đông người làm sao mà mặt bé cái bụng nó được. Em sợ thử đó hả? Em sợ thử xem là cái này là có muối hay không nè. Thôi, chỉ cần hỏi người ta được rồi. Em ơi, lên sóng kỳ lắm nha. Hỏi thì không. Khi bạn nói dối thì sao? Phải để em sờ. Quyết tâm sờ cho bằng được hả dạ? Tôi sẽ hy sinh. Dạ, em cổ vũ gia đình tôi. Để tôi sờ. Chồng tôi biết đây là công việc. Đúng rồi, coi như là chị giả sờ giùm em thôi. Chứ đâu chị có sờ giùm em thôi. Anh ơi, em sờ giùm đi Du thôi nha anh. Dạ. Phạt. Wow. Ôi trời. Có không? Máu muối. Cái nét đó là nét thiệt hay nét diễn? Thiệt. Chị sao chị rờ muối đàn ông mà chị lẹ vậy? Chị chưa kịp cảm nhận. Không, tại vì gờ lúc mà chị gờ cái tay nó cứ chuẩn chuẩn đó, bạc làm vậy luôn đó.